miền Bắc duy trì tình trạng mây nhiều, sương sang ban sáng. Dưới tác động của khối không khí lạnh tăng thêm, đêm nay miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, không mưa, nhưng hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ thì xuất hiện diện rộng. Sang ngày mai trời hửng sáng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ, có nơi cao hơn ở Tây Bắc Bộ. Trong khi đó, ở khu vực miền Trung từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận, dưới tác động của không khí lạnh và gió đông đã bắt đầu hình thành trở lại. Trong đêm và ngày mai sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa trong 24 giờ phổ biến là từ 15 đến 30 mm. Riêng tại phần phía nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực phía nam của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi là những điểm có mưa to. Mưa nhiều kết hợp với không khí lạnh được bổ sung thêm nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp. Mức nhiệt cao nhất chỉ trong khoảng từ 17 đến 20 độ, có nơi cao hơn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ 22 đến 25 độ tại khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Riêng các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ có mức nhiệt là từ 26 đến 29 độ. Gió đông chưa đủ mạnh để ảnh hưởng tới Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đêm nay và ngày mai tại đây vẫn ít mưa, đêm và sáng rét ở vùng cao và se lạnh tại miền Nam. Sang ngày mai trời nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên mức là từ 25 cho tới 28 độ tại Tây Nguyên và từ 29 đến 32 độ tại Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa duy trì mưa rào và dông, gió đông bắc ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Nhìn chung thời tiết và tình trạng biển không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân.